ký mà không cho. Này nó 4-5 ký mà. Im ha. Mời cái sạc này vô đây đi nữa, lấy đâu mà ra nhiều. Cái đó nó mát mà lè đâu. Mới lù lù lại đó. Nãy đèn đỏ luôn. Chừng nào đi 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 thăm tắt hay gì cho. Còn nữa đó. Nó e luôn rồi. Liền con luôn ha. Yeah. Ngu vậy chờ. Kìa đó con nữa kìa. Chà ba lửa. Chuyện lát về bến ngủ hay gì? Sáng ra nữa hay gì? Hả? Ở đây luôn hả? Một con nữa. Chuột nó bự nè. Một con nữa. Đuôi dính dây. Một con nữa. Chục khúc này chuột nhiều ha. Trong cái đám mình để ra. Nãy dưới mấy sông nhóc hết trơn. Chục nó liền con gì là ngon. Liền con không thôi. Quá im. Đưa đưa lên được rồi. Ừ. Đó. Đưa đưa lên cho ta thấy rồi. Được ba con chỗ không? Gì các bạn là sướng luôn. Còn sống, còn sống, còn sống. Thế rồi. Thừa quá không thấy. Chưa chết nữa. Nó kia ở đây tới dòng dây ngồi đó nó nhìn. Đây con chuột con nữa nè. Chuột này ăn mới ngon nè. Ăn gì? Ừ. Bỏ đi. Trời con nó mới mềm á. Dạ. Đó con nữa kìa. Kìa 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 kìa.
thêm chuột nó ăn thật. Nó bị điện rồi đó. Bị điện, bị điện đi không nổi á. Lúc này ít để ngồi không? Cái khúc này vậy mà nhiều ghê nè. Có khúc cái này hay nha. Vậy là cái khúc nhà ít ít hơn cái khúc wow. Cái khúc trống nó mới nhiều. Đúng không? Thâm mà như khúc này không thì sáng gạo không. Làm giáp chưa? Còn đầu đằng kia này. Chưa giáp. Ở bển có nhiều không? Không nhiều. Ở bển có ít không? Cắt cái khúc nước bỏ đi coi. Trời ơi, biết đâu khi nó ra sao chịu khó chút xíu. Đè dây vậy là ở trên nó không chết. Nó hùng rồi đó. Mấy ký mà không cho? Này nó 4-5 ký mà. Im ha. Mời cái sạc đi, vô đây đi nữa, lấy đâu mà ra nhiều. Lè đâu mới lù lù lại đó, nãy đèn đỏ luôn. À, con dây kìa, nó kịp chữa. Bắt không? Bắt không? Cho người ta ăn ngoài thuốc. Trong làng chị Bình Phong hay vậy, phải không? Hết rồi. Để dây gì không dài gì đẳng luôn. Tao không bật lên đâu có thấy đâu. Kìa nó nữa kìa. Đi xa xa dây điện nha mày. Dạ. Đục nó liền con thấy ham rồi. Chưa chết. Tối tối xương xuống. Ướp đất nó chết mà.
Linh đâu có thấy đâu. Kìa nó kìa. Đi xa xa dây điện nha mày. Dạ. Đục nó liền con thấy ham rồi. Chưa chết. Tối tối xương xuống. Ướp đất nó chết mà. Một con nữa. Một con nữa. Đây còn hai ba con. Chiều ché ché. Đục bát cho bá. Đục hai bát luôn hả? Hai con luôn. Khét luôn. Một con nữa. Một con nữa. Đây còn hai ba con. Chiều ché ché.